Kính thưa các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 3 các bạn. 19 tháng 3. Như vậy là chiến sự của Ukraine là đã diễn ra là 24 ngày rồi các bạn. Và cái tình hình chiến sự của Nga với Ukraine thì cũng chưa có gì là có biến chuyển gì mới, Nga vẫn là bao vây. Các bạn. Nhưng mà được có cái là cái vấn đề đàm phán thì nó có thể có tiến triển. Tức là nó đàm phán là nó đàm phán tới ngày nay là 5 ngày các bạn. Đàm phán hôm ngày 14. Tới nay là ngày 19 là 5 ngày rồi. Mấy lần trước, 3 lần trước thì đàm phán có là 1 ngày. Rồi cái là bất đồng quan điểm nhau thì về. 3 lần trước đều là như vậy. Riêng về cái lần này thì đàm phán vòng thứ tư này là đàm phán tới 5 ngày. 5 ngày rồi mà chưa xong. Tức là có lẽ là hai bên cũng đã xuống thang. Hai bên cũng đã xuống thang. Để mà có cái tiếng nói chung. Để mà tìm ra cái hướng giải quyết cái khủng hoảng này. Thì tôi hôm đó tôi cũng có làm video á. Tôi làm cái video mà tôi nói về giải pháp đình chiến đó. Thì các bạn mà nào chưa xem đó, các bạn xem thử coi cái suy luận của tôi. Cái tôi đoán cái kết quả cuộc đàm phán này có nó có đúng không? Các bạn nào mà chưa xem á các bạn. Các bạn nào xem rồi thì thôi ha. Các bạn mà các bạn nào mà chưa xem các bạn nghe thử. Tôi đoán coi chúng được bao nhiêu phần. Cái này mình cũng dự đoán thôi chứ mình đâu có làm Tổng thống Nga mà cũng đâu ra làm Tổng thống Ukraine đâu, mình biết các bạn. Tức là mình dự đoán cái tình huống đó sẽ xảy ra. Nhưng mà tới nay thì cũng chưa có kết quả gì các bạn. Chỉ được có một cái là kéo dài tới 5 ngày vậy thì tôi hy vọng là cái kết quả nó cũng sẽ có kết quả đó các bạn. Không biết khi nào có kết quả mà không biết kết quả nó tới đâu. Và cái về hành lang nhân đạo thì vẫn còn đang thực hiện các bạn. Thì vẫn còn đang thực hiện. Thì hôm nay là người theo mà những cái tin mà đài nước ngoài nó đưa thì tới nay là cũng đã 3.200.000 người đi rời khỏi đất nước Ukraine rồi. Về mặt chiến sự thì bây giờ Nga đã đánh là một mặt là bao vây Kiev, một mặt là nã pháo về các tỉnh miền Tây các bạn. Thì phá hủy quân sự, những sân bay, những cái quân sự gì đó, bị mục tiêu của Nga là triệt hạ cái quân sự của là Ukraine mà. Thì nó chuyển hướng nó đánh tới miền Tây rồi. Lúc trước thì tôi bình luận là chừa cái đường miền Tây để cho là Tổng thống Ukraine thoát, mà giờ Tổng thống Ukraine là quyết tâm cố thủ rồi. Giờ nó nã, Nga mấy ngày nay là pháo từ hạm đội Biển Đen nó nã vào cái miền Tây Ukraine rồi các bạn, sát cái biên giới của là Ba Lan luôn. Thì các bạn, tình hình nó là như vậy. Còn có một cái việc mà nó mới phát sinh giữa cái diện chiến tranh giữa Nga với Ukraine này á, là Nga là tố cáo là Ukraine với Mỹ sản xuất vũ khí là sinh học. Thì cái sự việc này là Nga tố cáo thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì thưa các bạn rồi, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là 5 người thường trực. Trong đó là có thêm 10 ủy viên không thường trực nữa là 15 người. Thì đã họp 2 lần. Các bạn, hôm nay là họp lần thứ 2. Hôm trước họp lần thứ nhất thì Nga đưa là Nga đề nghị họp thì Hội đồng Bảo an cũng đã họp. Họp thì là cơ bản là Nga là tố cáo là Mỹ. Mỹ tức là ở đây tức là lầu năm góc Mỹ, tức là quốc phòng Mỹ, bộ quốc phòng Mỹ đó các bạn. Là chi tiền để hỗ trợ cho là hai cho 30 cái là cơ ba cái phòng 30 cái phòng mà nghiên cứu là vũ khí sinh học. Thì cuộc họp lần thứ nhất thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các bạn biết rồi, thì có hội đồng trực có 5 người, thì ba cái ông Mỹ, ông Pháp với ông Anh thì bác. Ông Nga thì tố cáo, ông Trung Quốc thì là
đề nghị là cử phái đoàn để đi nghiên cứu, cử cái giám sát điều tra bị liên quan đến sinh mạng. Thì hôm nay đã họp là thêm, ngày hôm qua đó các bạn, ngày hôm qua là đã họp thêm một cái vòng hai, Nga đề xuất tiếp tục họp. Thì Nga đưa bằng chứng, các bạn, Nga đưa bằng chứng là Mỹ với là Ukraine là có là sản xuất cái vũ khí sinh học, vũ khí giết người hàng loạt đó các bạn. Thì cái bằng chứng của Nga đưa ra thì là bằng giấy tờ văn bản lý luận gì đó không biết. Thì ba anh kia anh cũng bắt nữa, anh bắt ba anh Mỹ, anh Pháp, anh Nga anh cũng bắt nữa. Thì anh Trung Quốc thì ảnh là đề nghị là phải xem xét cái tài liệu của Nga đưa ra. Thì tình hình giờ nó không biết sao, tôi chỉ biết tới đó thì tôi xin thông báo với các bạn là như vậy nha các bạn. Giờ hôm nay thì tôi xin chủ vào cái chủ đề chính các bạn, chia sẻ với các bạn là cái tác nhân nguyên cớ để mà Tổng thống Putin tấn công là Ukraine. Thì ông Putin ông tấn công Ukraine thì ông nói là tiêu diệt tiêu diệt là phát xít mới, là xóa bỏ cái căn quân sự của Nga. Ông tấn công thì ông nói vậy rồi, tại vì có ở Nga, bên Nga có cái phát xít mới. Ủa, bên Ukraine có sát mới là giết dân, là cái dùng Donbass tự trị. Cái đó là ông nói ông thuyết phục, cho dân Nga nghe. Mình thì người dân Việt, các bạn, mình là người quan sát. Thì tôi cho đó là những cái nguyên cớ. Hôm nay tôi trình bày với các bạn là những cái tác nhân nào và cái nguyên cớ nào mà để ông Putin này ông gây chiến. Các bạn. Mà giờ cái bản chất của ông Putin này gây chiến với là Ukraine là mục đích ổng là cái gì? Thì ổng nói là ổng đi là giải phóng nhân dân Nga, là thoát khỏi ách phát xít gì đó. Cái chuyện ổng nói các bạn. Còn tôi nói khác á. Tôi nói theo suy nghĩ của tôi nghe các bạn. Rồi mấy đài phương Tây thì nó nói ổng đi đánh chiếm Ukraine. Mỗi người có một cái suy luận. Nghe các bạn, tôi nghe thông tin thời gian qua thì tôi cập nhật những cái thông tin và tôi xét lại thì tôi sẽ trình bày với các bạn là cái suy nghĩ của tôi chia sẻ với các bạn. Chúng ta cùng nhau về suy nghĩ ha các bạn. Giờ tôi nói cái tác nhân mà đầu tiên. Tác nhân là cái nguyên nhân mà gây lên cái tác động cái để cho ông Putin mà ông là cử quân đi xâm lược Ukraine. Các bạn, mà cái từ xâm lược này tôi bảo đảm với các bạn là tất cả cái YouTuber Việt Nam là chắc không ai dùng nữa các bạn. Bởi vì cái dân Việt Nam mình là coi như là cũng mến người Nga nha các bạn, mến người Nga, nên mà nếu mà dùng cái từ này cũng là có nhiều người thần tượng ông Putin lắm, vì ông Putin cũng làm được nhiều việc mà. Mà ổng cũng làm nhiều việc cho đất nước mình nữa. Nên các YouTuber khác thì thường thường người ta không có dám nói, và người ta nói người ta né. Còn tôi là người nghiên cứu mà chuyện chính trị xã hội thì tôi nói những cái suy nghĩ của tôi thôi. Tôi không biết là có ai bắt lỗi bắt phải gì tôi không, tôi chuyện tôi không biết. Mà tới nay hôm từ đó nay tôi làm mấy cái video về em này chưa thấy ai phản ứng gì. Thì các bạn, thì cái việc mà ông cử quân mà đi đánh Ukraine này thì cái gì mà tác động là ông làm điều này. Nghe tôi nói là cái đó là tác nhân các bạn. Tác nhân rồi ông kiếm cớ, tức là nguyên cớ, tức là kiếm cớ để mà đánh Ukraine. Cái tác nhân mà trong đầu ông Putin á, sao tôi suy nghĩ các bạn. Cái tác nhân mà quan trọng nhất và để ông đánh là Ukraine này là ông đánh NATO với Mỹ đó các bạn. Bởi vì ông trong đầu ông nghĩ là ông bị là Mỹ với là NATO là ép ông.
ép cái đất nước ổng. Ha. Thì để giờ tôi trình bày cái suy nghĩ này để cho các bạn thử, các bạn tham khảo. Tức là cái NATO, tức là cái khối là hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương. NATO này thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1949 nha các bạn, do Mỹ là dẫn đầu. Ngày thành lập đó, 1949 là có là 12 quốc gia. Thì năm 49, tức là năm 45, sau Thế chiến thứ hai rồi thì là Liên Xô mở rộng, mở rộng cái ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng mình qua tới các nước là Đông Âu. Thì trong đó có các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu như là Nam Tư, Bungary, Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc, là dài dài mấy nước bên Tây Âu. Tức là từ Đông Âu là ông mở rộng qua bên Tây Âu nha các bạn. Rồi giờ nước Đức thì chia đôi, bên Đông Đức, bên Tây Đức đó. Rồi Albany rồi nữa. Theo ổng cũng là cái kỳ đó là cái hệ thống mà xã hội chủ nghĩa mà do Liên Xô và cầm đầu lãnh đạo thì nó rất nhiều nước. Thì mấy cái nước mà đầu, mấy cái nước mà theo Mỹ, theo cái phe đồng minh ngày trước á, theo phe đồng minh để đánh lại là phát xít á, rồi mà theo Mỹ á, thì là thấy cái sợ cái ảnh hưởng này của Liên Xô nữa, sợ Liên Xô tràn qua là xâm nhập tiếp các nước khác nữa. Đó là mục đích là người ta mới sợ cái đó, là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai á, là người ta dùng cái nguyên cớ là người ta sợ là phát xít Đức sẽ là trỗi dậy nữa. Cái đó là nguyên cớ thôi. Còn cái nguyên nhân chính á, để mà thành lập NATO á, là người ta sợ là Liên Xô sẽ mở rộng thêm lãnh thổ qua phía Tây của châu Âu nữa. Còn cái nguyên cớ mà để người ta lập lên, người ta sợ phát xít Đức mà trỗi dậy nữa, thì cái đó là cũng là nguyên cớ thôi chứ không phải là nguyên nhân nha các bạn. Bị thời kỳ đó là nước Đức là tan tành hết trơn rồi, bình địa hết trơn rồi, đất nước là tiêu hết rồi. Nga quýnh róc qua bên đây, Mỹ quýnh qua nữa thì nó tiêu hết trơn nước Đức. Nó mới chia ra Đông Đức và Tây Đức. Nhưng mà Mỹ, ông Mỹ này ông khôn. Ông mới lập lên cái NATO là khối liên hiệp quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nghe các bạn, Đại Tây Dương là có anh Mỹ trong đó. Phía Bắc chứ là Đại Tây Dương là nằm ở phía bên Bắc, chứ là cái biển của Mỹ mà giáp châu Âu á, nó gọi là phía Bắc Đại Tây Dương là gì? Tức là gồm có các nước là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Anh, Pháp, vòng vòng mấy cái nước đó các bạn. Thì cái mục đích chính là gì? Là để chống đối lại cái sự là bành trướng của Liên Xô qua Tây Âu. Cái đó là mục đích chính. Còn cái mà để phòng ngừa phát xít Đức mà quay trở lại đánh châu Âu nữa, đó là cũng nguyên cớ thôi. Tại vì phát xít Đức hồi đó xưa nó cũng ác quá các bạn, đó là nguyên cớ thôi. Nhưng từ khi mà Liên Xô sụp đổ, hay cái chỗ này nè các bạn, nhưng khi từ khi Liên Xô sụp đổ rồi thì mấy cái anh này không phải là hiệp ước phòng thủ nữa. Nga Liên Xô sụp đổ thì ảnh từ 12 nước đến ngày nay ảnh mở ra là 30 nước gì là gia nhập NATO. Các bạn chú ý điều đó, là ảnh đã mở ra, là ảnh tấn công ngược lại về phía Đông Âu xong rồi bây giờ ảnh chồm qua là cái anh tới cái anh Ukraine này mới có chuyện đó. Là như vậy đó các bạn, là những cái nước mà Cộng hòa là các nước mà Cộng hòa tự trị của Nga đó cũng gia nhập NATO. Rồi các nước mà Đông Âu như là Bungary, Rumania, Cộng hòa Séc, Slovakia rồi này nọ thì nó bắt đầu nó cũng theo gia nhập vô. Thì đến nay là NATO là được 30 nước nha các bạn. Thì như vậy là cái sự mà bành trướng mở rộng của NATO, tức là Mỹ cầm đầu các bạn, là chủ tịch cái NATO, hội đồng liên quân NATO là người Mỹ không nha các bạn. Các bạn chú ý điều đó, là những cái khâu quan trọng nhất trong cái khối NATO này là Mỹ đứng đầu nha, mở dần qua. Thì mà khi mà năm 2008 thì Ukraine mà
mà xin gia nhập NATO thì NATO hứa là để xem xét nha các bạn. Thì cái đó là chuyện là cái của quốc gia Ukraine, có đâu có liên quan gì đến ông Putin đâu, nước Nga đâu. Nhưng ổng có diện cái cớ là ổng là không đồng ý. Bây giờ ổng nói kìa, là Ukraine là quê cha đất tổ, là những người anh em mà sống chết với ổng, với gắn liền với là Nga với Belarus từ ngàn xưa tới bây giờ, nằm trong Liên Xô nữa, mà ổng không chịu. Ổng mới là kiến nghị là liên tục, ông kiến nghị là NATO đừng có mở rộng sang là bên này nữa, là nguy hiểm đến an ninh của ổng. À, các bạn, thì NATO cũng đâu có thèm trả lời, cứ mở. Đó là, thì như khi vậy là, khi như vậy là ổng thấy là sau một thời gian, ổng cũng gán chịu đựng một thời gian là bắt đầu ổng mạnh lên rồi. Thì bắt đầu bây giờ ổng mới là kiếm chuyện. Ukraine là cái cớ, các bạn. Ukraine là cái cớ. Bây giờ ổng đứng lên, ổng muốn chống lại NATO, tức là chống lại Mỹ. Ổng muốn chứng tỏ đó là cái tư tưởng đế quốc, cái tư tưởng mà là bành trướng, mà là trỗi dậy của là một cái cường quốc. Ổng muốn là chia ba thiên hà đó các bạn. Tôi nghĩ trong cái là trong cái đầu ông Putin là vậy. Ông muốn chia ba thiên hà. Thì anh Trung Quốc là mạnh ở châu Á, ảnh phải mạnh ở châu Âu, và anh Mỹ thì mạnh bên châu Mỹ. Chia ba thiên hà, và các ảnh hưởng khác ở trên thế giới là nên là có phần ảnh trong đó chứ. Thì tôi cũng chia sẻ với bạn các video trước rồi. Thì từ khi mà Richard Nixon ngày 21 tháng 2, tôi trình bày trong video mà thế cuộc 50 năm đó các bạn. Thì từ ngày 21 tháng 2 năm 1972 mà khi mà Tổng thống Richard Nixon là bắt tay với Mao Trạch Đông, thì lúc đó Nga, lúc đó là Liên Xô với là Trung Quốc là mâu thuẫn lên tới tột đỉnh, là chỉ còn cái đánh nhau thôi, chứ không còn gì nữa chứ. Thì là về tư tưởng, về hệ thức tư tưởng, rồi có này nọ, nó chống nhau, hai bên chống nhau. Anh Mỹ anh nhảy dễ vào, anh vớt anh Trung Quốc, anh nâng đỡ giúp cho Trung Quốc lên, anh tiếp tục đè cho anh Nga, là phá rối anh Nga, riết là anh Nga là ủa anh Liên Xô đó các bạn, là sụp, suy sụp. Đấy. Và khi mà suy sụp năm 1972 rồi, thì cái video trước tôi cũng đã chia với bạn cái chia gia tài đó. Thì anh Nga anh cũng thừa hưởng cái những cái gì mà Liên Xô để lại. Thì các bạn nào mà có yêu mến nước Nga, yêu mến Putin gì đó, thì các bạn phải hiểu thế này. Nước Nga bây giờ là nước Nga tư bản, chứ không phải như là Liên Xô ngày xưa các bạn. Liên Xô ngày xưa là cộng sản, mà nước Nga bây giờ là nước Nga tư bản. Họ có cái thể chế tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, có nhiều thứ là đi theo cái là cái tư bản, mà tư bản theo kiểu nước Nga chứ không phải tư bản theo kiểu Mỹ, không phải tư bản theo kiểu châu Âu. Các bạn nó suy nghĩ như vậy. Có bạn, các bạn nào mà cảm tình với nước Nga hoặc là thần tượng Putin gì đó là tùy các bạn, nhưng mà riêng tôi thì còn nước Nga mà có ơn nghĩa gì. Tôi thấy các bạn có bình luận là nước Nga xóa nước Nga xóa nợ cho nhà nước Việt Nam mình là 10 tỷ đô la này nọ, rồi hợp tác làm ăn này nọ, các bạn có cảm tình. Cái chuyện là chuyện của các bạn, đó là chuyện của nhà nước. Các bạn nên hiểu cái chuyện của nhà nước, còn chuyện chúng ta là dân, chúng ta nhìn ra cái sự thời sự thế giới thì chúng ta phải nhìn nó khách quan nha các bạn. Chứ ta không có thể mà lấy tình cảm gì đó. Lấy cái tình cảm và là lấy cái sự cảm mến của Liên Xô rồi các bạn truyền qua nước Nga, rồi cái nước Nga truyền qua cái nước mình, rồi truyền vô các bạn, không phải. Các bạn, chúng ta là phải là suy xét một góc cạnh là bằng lý trí nha các bạn. Tôi cũng có thường nói một cái câu đó các bạn. Con người thì ít khi nào mà suy nghĩ hành động theo lý trí lắm. Con người chúng ta thường thường là hành động theo cái bản năng. Suy nghĩ và hành động theo cái bản năng và cái cảm tính của mình. Các bạn, tôi xin nói lại các bạn. Con người thường thường hành động theo cái bản năng.
và cái là cảm tính, chứ ít có khi mà người ta dùng lý trí để mà nhìn và phân tích cái sự việc nha các bạn. Nhưng mà khi tôi làm bình luận thì tôi phải dùng cái lý trí hơn cái tình cảm nha các bạn. Các bạn có thông cảm điều đó nha. Ta phải dùng lý trí, ta phân tích hết sự việc. Thì tôi nghĩ là tổng thống Nga là bị với cái tư tưởng mà là nha, tư tưởng mà bước lên tầm cao mới, ông đưa nước Nga bước tầm cao mới là muốn Nga trở thành là một cái thế lực là hùng mạnh ở châu Âu. Thì ông muốn là bây giờ ông nghĩ ông đủ sức rồi. Ông muốn là chống lại Mỹ và NATO. Ukraine chỉ là cái bàn đạp để ông thử lửa. Nha các bạn, theo tôi nghĩ nó là như vậy. Ông viện cớ là quốc hội của là Ukraine. Ông viện cớ là quốc hội Ukraine là thông qua cái chính sách là ủa thông qua cái quốc hội trong hiến pháp đó, là đi không có trung lập nữa mà nhảy đi vào là đi theo cái gia nhập NATO. Cái đó là ông cho là ông không có chịu là ngã về bên NATO. Đó là ông viện là nguyên cớ hơn nghe các bạn. Rồi ông cho là Ukraine có tư tưởng phát xít, thấy không các bạn? Cái đó cũng là nguyên cớ thôi, thấy không? Tức là cái tư tưởng phát xít là ông viện cớ là khi mà quân đội là cái hiệp định mà Min lần thứ hai á là ngừng bắn năm 2008 là cái Crimea là ông lấy rồi. Cái vùng Donbass là hai tỉnh là Doheen với là Luhan đó là tự xưng là Cộng hòa tự trị. Phải không? Mà người ta xưng từ 2008 tới nay. Các bạn, người ta xưng là từ 2008 đến nay là coi như là tức là khi mà cái giờ tôi nói là nói quá nhanh nó quên, khi mà cái khi mà lúc Nga mà dân chúng mà biểu tình á, biểu tình mà lật đổ cái tổng thống Yanukovych á các bạn năm 2004 thì bắt đầu là Ukraine là có tổng thống mới tên gì tôi cũng quên rồi, nhưng mà khi đó lên sửa hiến pháp lại là không có trung lập nữa mà theo là NATO. Ông Putin dựa vào cái đó là một cái cớ. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà xảy ra mâu thuẫn mà hai cái tỉnh mà xưng là nước độc lập đó thì nó là đánh lẫn nhau tới là từ là đánh lẫn nhau các bạn, đánh lẫn nhau mà đến khi mà có ký cái thỏa thuận là ngừng bắn, nhưng mà ông cho rằng là bên Ukraine là vi phạm, mà hai cái tỉnh này là người dân Nga nhiều, dân Nga sinh sống nhiều, dân Nga mới là trỗi dậy là muốn độc lập về. Mà lịch sử của cái hai tỉnh này tôi cũng đã trình bày với các bạn video trước rồi, trước kia cũng nghe các bạn, thời ông Khrushchev gì đó, tổng bí thư Khrushchev gì đó chia cho là Ukraine thời Liên Xô á các bạn. Thì đó nó như vậy á, thành ra bây giờ ông muốn là mượn cái cớ, bởi tôi nói các bạn là nguyên cớ là bởi vì quân của chính phủ thì cứ với là quân nổi dậy là hai bên chống nhau hoài thôi. Thì như vậy là trong mấy năm trời, 8 năm trời như vậy là xảy ra là chết đâu 14-15 ngàn người vì dân Nga đó. Ông kiếm chuyện đó thì ông... Các bạn, ông kiếm chuyện đó ông nói thôi. Nói để ông là thuyết phục dân Nga là ông đi tấn công là Ukraine. Thì như vậy là... Rồi cái... Ổng trước khi tấn công, tôi nói các bạn tại sao người ta đã xin là nước Cộng hòa là tự trị lâu rồi mà ổng không có chấp nhận. Ổng đợi đến khi mà
Đến khi mà ổng chuẩn bị ổng đánh Ukraine rồi á, thì cái ổng chuẩn bị đánh Ukraine rồi á, thì ổng mới là chấp nhận có là ngày 22 đến tháng 2, tức là ký cái hiệp ước ngoại giao gì với là hai cái nước Cộng hòa tự xưng này độc lập gì đó, thì bắt đầu là ổng viện lý cơ, do là ổng hỗ trợ ông đi đánh, ông mở cái chiến dịch là đặc biệt quân sự nha các bạn. Thì cái đó tôi mới nói các bạn, tất cả những cái điều mà Tổng thống Putin mà đưa nói ra đó, về mặt lý thuyết thì nó cũng có đúng một phần thôi, nhưng mà tất cả đó là nguyên cớ hết nha các bạn, chứ không phải là nguyên nhân. Đó là nguyên cớ, mà cái tác nhân, tức là cái nhân tố mà tác động vào ổng là Mỹ và NATO nha các bạn. Thành ra khi mà ổng đánh lên, các bạn thấy một cái điều lạ thế này nha các bạn. Hồi xưa cái chiến trường của là Kosovo nha các bạn, năm 1999 ha, là cái ở bên là Serbia và Montenegro, có cái một cái nhóm quân, cái vì cái chủ nghĩa dân tộc thôi, người ta cũng muốn tự trị thôi, thì người ta cũng đánh đánh lại cái chính quyền Serbia và Montenegro, thì là NATO thảy quân qua giúp giúp cho cái người ta đánh lại Serbia nha các bạn. Đó là một cái chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa là sau cái 1 tháng 1, sau ngày 1 tháng 9 2001, Mỹ không có chứng cớ gì mà để nói là IS tấn công các bạn, là Liban, tức là cái nhóm Hồi giáo của Liban đó, tấn công hai cái tòa mà thương mại của Mỹ. Thật sự ra mà nói thì quân Hồi giáo mà của Ankara thì nó tấn công rồi nó nhận vậy thôi, chứ mà để mà làm sao mà Mỹ mà tìm được cái bằng chứng cái đó là do là cái Afghanistan mà nó chủ trương cho là Hồi giáo đó, nhóm Hồi giáo đó đánh hai hai tòa mà nhà thương mại Mỹ, thấy không các bạn. Nhưng mà Mỹ là cũng phát động chiến tranh, nói là do cái là áp ba tăng nó chứa, thành ra đem quân qua dập, là quân NATO bị nằm trong hiệp ước của NATO, Mỹ dẫn đầu cái nhóm NATO qua quánh đó các bạn. Đó là từ 2001. Thì đến ngày 16 tháng 8 năm 2021, tức là sau 20 năm, thì Mỹ rút quân ha các bạn. Đó là những cái chuyện như vậy. Rồi tại rồi là tại sao bây giờ Ukraine bị Nga tấn công mà NATO với Mỹ là nín khe ha các bạn, chỉ là cấm vận về quân là kinh tế thôi, còn quân sự là không ha các bạn. Mỹ và NATO đem quân đánh cái Séc và Montenegro, tại vì nước này nó không có vũ khí nguyên tử. Mỹ NATO đánh là Afghanistan, tại vì Afghanistan là không có nguyên tử. Afghanistan ngày xưa cái từ tiếng Việt mình là ao phú hãng đó các bạn, không có nguyên tử. Nên quân NATO với quân Mỹ là thoải mái đi làm. Bây giờ tới đụng cái anh Nga này, thấy không? Anh xâm lược cái anh Ukraine này, Mỹ với NATO với Mỹ đứng dòm. Các bạn, cái đây tôi nghĩ đây là một ý đồ để thử là NATO là coi như là trực tiếp tiên chiến với là NATO với Mỹ trên đất nước Ukraine, diện nguyên cớ này nguyên cớ nọ, phải không? Diện là lo đề nghị là Mỹ với NATO nhiều lần là không được mở rộng ra này nọ, nhưng khi anh mạnh lên rồi anh nói thôi, tại khi nó là giờ giờ ta muốn lấy lại phần đó, phần cái châu Âu,
cái phần đất mà của Liên Xô ngày xưa, của sao vàng ngày xưa đó, bây giờ để lại cho tao. À, mày ở bên bển đi, mày lo mấy nước Tây Âu bên bển đi, với là Bắc Mỹ gì đó bên mày, tại mày bên châu Á thì tao không quan tâm. À, giờ tao muốn làm đại ca khâu dịch, tao muốn chia ba thiên hạ. Trong cái đầu của Liên Xô, của Ukraine là nghĩ như vậy. Giờ tao muốn chia ba thiên hạ nữa, không có chịu lép vế với nữa. À, giờ không có đồng ý cho Mỹ làm đại ca nữa, giờ tôi muốn chia. À, cái đó là cái tôi mới trình bày với các bạn, tôi chia sẻ với các bạn là hôm nay cái video ý tôi nói là cái tác nhân và cái nguyên cớ mà để Nga tấn công Ukraine, nó là như vậy đó các bạn. Putin là nghĩ là mình đủ sức rồi. Mà thật sự ra thì tôi cũng cảm thấy là Putin cũng đủ sức đó các bạn. Tấn công Ukraine hai mấy ngày nay là bao dây tùm lum tà la hết trơn rồi. Mấy anh kia thì cứ đứng ở vòng ngoài la ó rồi viện trợ này nọ thôi. Không có anh nào dám nhúc nhích hết. Putin lên tiếng rất là mạnh mẽ, mấy anh kia không biết làm sao mà cũng... Các bạn, chứ mọi cái chiến sự, các bạn để mọi cái chiến sự mà xảy ra trên thế giới thì luôn luôn có anh Mỹ nó nhúng vào đó. Nhưng mà riêng đặc biệt cái chiến tranh mà ở Ukraine này, anh Mỹ là không có rớ gì hết. Các bạn, chỉ là viện trợ, bao dây cấm vận kinh tế, bao dây cấm vận kinh tế, viện trợ. Các bạn, cái lịch sử mà thời gian lại có nước nào mà không có tay bàn tay của Mỹ trong một cuộc chiến nào? Bên Syria cũng vậy. Các bạn, bên Syria thì... là Mỹ là ủng hộ cái lực lượng nổi dậy chống cái tổng thống Abdel Hassad, đem quân đội qua ủng hộ người rút đó các bạn. Đến khi anh Nga mà anh đem quân qua, anh là dẹp loạn nha, ông giúp cho tổng thống Syri là thống nhất Abdel Hassad mà thống nhất Syri được là như ngày nay đó, là công một tay Nga. Thì anh Mỹ lúc đó là anh Mỹ là rút đi. Các bạn, tất cả những cái chiến trường nóng trên thế giới này luôn luôn có bàn tay của anh Mỹ vào đó. Nhưng mà riêng cái chiến trường Ukraine này thì anh Mỹ đứng ở ngoài. Các bạn thấy điều đó lạ không? Các bạn, giờ các bạn nghĩ sao về Mỹ? Nga thì mình đã phân tích rồi, cái ý đồ của anh Nga là anh Ukraine là chỉ là cái nguyên cớ để ảnh đối đầu với anh Mỹ với NATO thôi. Chúng ta phải hiểu sâu như vậy. Mà anh trong cái cuộc chiến này là anh Putin anh đã thắng anh Mỹ một trận. À, chưa không có quýnh gì với Mỹ đó các bạn, tức là bị Ukraine là anh Mỹ là anh cũng giúp đỡ, anh huấn luyện quân sự đồ này nọ, bây giờ tao coi như anh Mỹ cũng hứa với anh Ukraine này cũng đủ chuyện. Tức là cái hiệp ước mà Budapest năm 1994, nghe, nước Anh, nước Mỹ với nước Nga thuyết phục là Ukraine giao 1.800 cái tên lửa hạt nhân cho Nga. Thì ba anh này là ảnh là hứa là sẽ bảo kê an ninh cho anh Ukraine. Bây giờ anh Nga anh đập một cái, anh Mỹ với anh đứng dòm. Ba anh này đều thất hứa với là Ukraine hết. Nha các bạn, ba anh đều thất hứa hết. Nhưng mà thay vì nếu mà thực hiện cái hiệp ước đó, thì bây giờ Nga tấn công Ukraine thì anh với anh Mỹ là phải đem quân là đánh đợi anh Nga này để mà bảo vệ Ukraine theo hiệp ước và là Budapest năm 1994. Khi anh kêu người ta là bỏ vũ khí hạt nhân để anh bảo kê. Bây giờ người ta bỏ rồi, mà ba anh thì một anh đi đánh tôi, còn hai anh đứng dòm. Phủ phàng không các bạn? Đau lòng, cái video trước tôi cũng đã bình luận rồi đó các bạn. Đau lòng cho anh Ukraine này chứ. Trò chơi nước lớn nó là như vậy các bạn. Mạnh được yếu thua. Cái tư duy này nó tồn tại tới giờ thì cũng chưa có xóa bỏ được.
các bạn. Thì hôm nay tôi chia sẻ các bạn cái video này đây hết các bạn. Các bạn xem mình phân tích hợp lý, các bạn đăng ký ủng hộ kênh phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều.